Cho thì hoa sẽ chuẩn thế đã. Hello， 大家好，我现在在花园，平阳这里，准备坐电动车喽。Hello， 大家好，欢迎大家来到越南生活节目。这是我的啊。Banana， 你好，banana， 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 你好，banana，我今天来过来养这只小松猫，我没养的。哇，它养的，哇，它养的比较大。哇，它养的，哇，它养的比较大。哇，这个是白的。Công trình tâm linh nha. Yeah. À, đúng rồi, đúng rồi. Wow, wow, nhìn cái con rồng kia, con rồng đang hát. Lủng lủng. Ủa, cái vòng tròn này là gì vậy? Con rồng gì? Con rồng à. Con rồng chỉ đi nằm vệ sinh thôi mà. Wow, con rồng mình chết kìa.这个目前可以说平阳最好的花园，很酷的。这个是家庭区，是吧？啊，它画出来一个小区大概有八个，对吧？有六个而已。Con ơi, đồng lắm cây với em ơi. Tí là cho từ đồng tiên ở đây và chút ghế cho khoảng khoảng. Cái này vô to rồi. Không biết rồi, khỏi vô rồi. Anh Trân ơi, để ta mai kia ra đi, ta nằm cái này đi Trân nè. Thấp thả cái gòn ra cái đây nè.Đâu cái này đâu có quay trực tiếp đó. Đang quay về lóng. Không cần phải quay trực tiếp thì không đâu. Đây là Zalo. Nam nó bảo ông Zalo có anh đi vô chỗ yên nghỉ của bố mẹ sau này. Ngồi cạn bạc của bố mẹ sau này. Sau này ông bà ta đi đi giáo cho Ninh Nguyệt lên thắp hương đây nha.Ở đây phải thăm bé rồi. Ở đây cũng trong mẹ cho bé nha. Học rồi đó. Ủa, nghĩa cha là gì vậy? Ông bà mùi mất ra là trốn ở đây. Chết rồi trốn ở đây á. Ở đây mình ba năm mù vợ chồng nhỏ nhỏ rồi đấy em nè. Đây đấy. Nhỏ rồi.它这里是，比如说一个地方的话，它卖的价钱不一样。
这个是家庭区，然后这个是个人区，然后有，然后跟着位置，这点就不一样。 Đây làm cho nhỏ đây bạn ấy, đó. À đây rồi, đó. Con muốn ở lại nhà. Không, đi lên đi làm. Cái này nó làm cái nhà ấy con. Lấy bên nữa con kia, cũng phải, cũng phải, chúng xây rồi mà. Xây mắm chưa? Xây hết toàn bộ hoàn thiện thế này rồi. Rồi, xây hết rồi. Cho mỗi ngày xây lại con. Đây, kể đây cho khai. Chú là chú cộng tháng đây phải không? 221, hàng 3 lần 2. Rồi, 3 lần 2. Chú làm rồi nè con. Đó, đó, ngồi đó. Để em đi qua đó cho. Đây, mới hàng 2, hàng 3 lần 2. Đây, đây này. Lô đen đen. Cái lô đen đen đó chú. À, đây này. Dạ, nó. À. Nó đó. Đúng rồi, tao thấy rồi. Đây là xe của ba ba đã đi không? Cháu biến. Quanh vô dùng chủ là chủ lòng anh Tân không xuống được. Không là bây giờ anh Tân về hoan để chủ ý để mà phân chia ngôi mộ này. Đó. Cái này nó mới làm nè. Cái này vô chủ rồi đó bác. Phần mở thông đây rồi. Đó đúng là của bố chủ. Rồi bác cứ để đây bên này này. Bây giờ mấy anh đang nghiên cứu cái vị trí năm. À. Tôi là mình gọi Phan Bố Nán, đây là Phan Bố Song. Song sư của bố mẹ. Đường anh em này ngành mà tôi đường. Cái địa phương là bố ba má với họ mình là Song Đi. Bố mẹ nhé. Biết rồi. Anh đang đây đây cũng một gia tộc Phan Bá Thắng đây.